cái chuyện là chuyện chính luôn á. Nhặt đồ là chính luôn hả? Dạ. Trời. Bị tiếp vợ con là kiểu như bà đi đưa cháu đi học rồi về dò cẳng tới chân mệt mỏi thì đâu có thời gian mà chặt. Tiêu rồi mình hết giận rồi không về chữ hoài sao? Nghĩ chữ. Vậy là bên thẳng thì bên phải trùng. Đúng không? Hồi đó giờ luôn á, hồi đó giờ ảnh không có chửi chị. Không chửi luôn hả? Không. Mời nè. Đó không ít mời lắm. Có đám cưới á, có trường về nhà mời nhà không. Nhưng mà cũng không có đi đám, tao biết mình ít tiền nên không à, tiền nên không có đi đám. Dạ Quỳnh Hồi xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay là ngày thứ hai thì các anh em đang có mặt tại nhà bé Kim Chi. Bé cùng với lại ông bà nội của mình sắp sửa có ngôi nhà mới rồi cô bác quý anh chị. Các anh thợ cũng tiếp tục cố gắng gấp rút hoàn thành cái công trình này. Và cô bác quý anh chị có thấy hiện bây giờ 2 ngày thôi nhưng mà bây giờ ngôi nhà đã đổi khác. Ở trong kia có phần la phong nữa kìa. Có phần la phong thì làm cho ngôi nhà mát hơn và sáng hơn. Cũng thông tin với cô bác quý anh chị á, khi mà video clip Bùi Hồ đăng lên thì cô bác quý anh chị có yêu cầu rằng là ngôi nhà này nếu như mà được dán gạch men thì rất là sáng. Thông tin với cô bác quý anh chị, hôm nay thì Bùi Hồ nhận được một tin vui. Đó là chị Chi ở Mỹ hỗ trợ cho ngôi nhà, lót gạch men ngôi nhà đó cô bác quý anh chị. Và đó là thông tin để chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết. Sau khi ngôi nhà này hoàn thành thì nó sẽ khang trang và đẹp đẽ như thế nào ha. Còn bây giờ thì tiếp tục vô đây để cùng với các anh thợ chia sẻ vào những hạng mục tiếp theo của công trình. Đây, la phong này là anh Hải nói để cho anh tự chọn màu la phong coi đẹp không. Mà anh Hải là người đã từng làm la phong cho cái ngôi nhà của Út Nhất nè. Ngôi nhà của anh Tú. Đó, thì hai màu đó rất là đẹp. Và cô bác anh chị thấy ngôi nhà rất là sáng luôn ha. Về diện tích của ngôi nhà thì ngôi nhà này bề ngang 5m, dài thì 10m. Tổng diện tích ngôi nhà lớn là 50m2 đó cô bác anh chị. Thì phần la phong thì anh Hải sống đóng trong cái buổi chiều hôm nay là sẽ là xong. Thì sau đó là anh Vũ sẽ làm nốt cái phần còn lại là cái phần phòng cho bé Kim Chi nè. Rồi sau đó là phần cửa cũng như là vách rồi đó cô bác anh chị. Ở ngoài sau đó thì cái ngôi nhà sau ở đằng sau đã được dỡ ra. Từ sáng sớm thì ông nội Kim Chi cũng đã tranh thủ lật đật để mà dỡ cái phần cây ra. Để những cái phần sắt cũ còn lại của ngôi nhà đó thì các anh sẽ làm lại cho cái khung cho nó cứng cáp hơn. Sau khi các anh sẽ hoàn thành cái phần sắt này thì các anh thợ này phải chạy đi xuống Cà Mau làm cho ngôi nhà của bé Tú. Còn anh Hợp quay trở lại đây để lót cái phần này. Và phần gạch này thì theo dự toán sơ toán thôi nha thì khoảng 10 triệu ở cô bác của anh chị. Trưa giờ ngủ được mấy tiếng anh? Dạ được nửa tiếng anh. Nửa tiếng hả? Dạ. Hôm ngày có thiếu ngủ dữ không? Dạ cũng có. Bữa nay là hoàn thành hết không anh Dũng? Để tụi em cố gắng tranh thủ coi hoàn thành hết không. Chứ em thấy công trình nó cũng hạng mục nó cũng còn nhiều đúng không? Dạ. Dạ còn... cũng chắc tranh thủ đây chiều chắc cũng gọn hết rồi. À còn chỉ còn động lại cái máy của đúng rồi, còn động lại cái máy sau nữa kìa. Dạ dạ. Tại cái dách ở đằng sau là bằng cây, cây bây giờ tháo bỏ hết. Dạ. Làm cái phần này thì chừng nữa làm những cái sắt cũ là mình sẽ hàng ở ngoài sau hết Dũng. Dạ. Cái mấy cái cũ của ông chú bằng cây không à. Ừ. Cho nên nữa mấy cây em nấu lên lợt. Nói lên lại ha. Dạ. Tận dụng mấy cái ton lợt lợt lợt. Dạ. Thông tin với anh Vũ là sáng chị Chi cũng có nói là thôi thì duyên của ông bà nội của bé Chi á. Dạ. Hỗ trợ thì mỗi người chỉ được một lần duyên thôi. Và lần này nếu như mà mình làm không hoàn thành cái nền á thì coi như là cái duyên này nó không đủ nên là nữ là chị nó là chị hỗ trợ luôn cái phần nền là có lót gạch men á. Dạ. Đó, thì thấy gạch men lên nữa thì càng sáng đúng không anh Dũng? Dạ đúng rồi. Đó. Đó, gạch men lên càng sáng và nó sạch sẽ nữa. Dạ dễ quét dọn nữa. Dạ. Còn cái phần sau thì chừng nữa ton nó cũng còn mình bắn lại nó không bị dột đúng không? Nữa em bắn silicon vô. Bắn silicon lên cho nó không bị dột, tận dụng được nào thì tận dụng. Dạ. Có nhiều cô bác anh chị hỏi nhà vệ sinh á thì nhà vệ sinh không có xây lại được, chỉ có làm anh Vũ nói làm cái cửa hả? Dạ nếu em làm cho chú cái cửa. Dạ mới ra mới vô. Dạ để hồi trước cũng văn màn không à. Nhà toàn là vải không à, gọi là ngôi nhà chứ thật ra là những cái cây vụn của người ta bỏ đó hoặc là cái cây người ta đã sử dụng qua rồi, rồi những cái miếng vải rồi gáp lại rồi che dần lại chứ không phải là
một ngôi nhà kiên cố như là những cái bao ngôi nhà khác. Có nhiều người lại anh Vũ đang có điện thoại cậu bác anh chị. Hồi tối đi khuya là vợ có nói gì không? Không, vợ không nói gì hết. Vậy hả? Làm nói với vợ là sao anh? Vợ xuống đây làm với bùa hộ nhà tình thương. Là nói làm mấy ngày? Nói làm ngày gì á. Bữa nay dài luôn hả? Ừ. Sao không nói đi một tuần? Vợ gì đi một tuần được. Sao anh? Sao đi không được? Tại vì công chuyện nhà cũng nhiều á. À, để tới chiều gần anh? Rồi, như rồi. Chỉ đợi anh Vũ làm chứ làm nếu như mà nếu như mà làm xuyên suốt thì khoảng chừng 3 tiếng là xong rồi. Anh Hải làm tranh thủ quá. Làm không dám nghỉ chưa. À, sáng nay á thì lật đật thì anh Hải phải chạy đi kiếm cái tiệm để bán la phong. Thì có gửi cho anh mới có 3 triệu à. Rồi xong công trình thì anh diện tích bao nhiêu mét vuông á? Bao nhiêu tiền nói thì em sẽ gửi cho anh luôn anh Hải. Dạ. Dạ. Em thấy anh đóng mau quá trời luôn, bao nhiêu năm ở làm nghề này rồi? Anh làm cũng mười mấy năm rồi, 12 13 năm rồi. Vậy hả? Ừ. Có bao giờ đi làm xa vậy không? Có cơ. Làm xa xa không mà ai kêu đâu làm đó à. Vậy hả? Nhưng mà làm xa nhất là ở tỉnh nào? So với Đồng Tháp mình đi. Nếu đi xuống đây là xa nhất rồi. Xa nhất hả? Mai mốt còn xa nữa. Mấy anh thợ này vui lắm mà lại làm có tâm, làm gẹt gẹt luôn chứ không phải là làm kiểu là cẩu thả. Có nhiều cô bác anh chị bình luận nói chết mấy anh thợ này ảnh làm giả hay hàng dở hay sao, làm nhà dựng gì đâu có ngày mấy hai ngày xong. Thật ra là người ta làm không có nghỉ nha cô bác anh chị. Làm tốc độ mà bằng xa mà ghét rút lên rồi chứ neo đó làm gì vậy? Chứ làm 3 ngày mà neo đến tuần lễ mới chắc chắn thì điều đó là sai lầm nha. Mọi người nói làm càng lâu là nó càng chắc chắn là không phải vậy. Nhiều khi là làm càng lâu là neo cái công trình thôi. Đúng không anh Hải? Cái đó là đúng giờ mới lâu chết luôn. Dạ đúng rồi. Chứ bây giờ cái anh Vũ này anh lạnh não thì anh phải thúc mấy thợ này phải làm nhanh lên. Rồi làm nhanh mà phải chắc chắn thôi chứ đâu phải nhanh là làm cái chuyện chỉ câu câu vô là thành nhà đâu. Sao mà đi vòng vòng ở đó hoài vậy? Làm tiếp mã. Làm gì? Làm đồ gan dạo nấu cháo vịt. Trời, nấu cháo vịt luôn. Dạ. Vịt ở đâu có? Mới mua hồi sáng. Mua hồi sáng luôn? Dạ. Mua nhiêu tiền? Không biết nữa, bà xã mua không biết. Thấy chú hồi sáng mấy anh thợ ăn cơm là chạy lúp xúp giống như là đại đám đại tiệc vậy đó. Sáng giờ ăn cơm chưa? Dạ rồi chú ơi. Vừa còn trái không? Còn hồi nãy chú ấy mẹ không biết còn được nhiều ít nè. Nói vậy chứ nói chơi thôi, mai mốt đẩy mấy anh thợ hồ lên. Dạ. Cả nhà mình gì được chưa, hay lót gạch dán tường xây tường gì lên không? Trời ơi chú cho sao là do vậy là mừng lắm rồi. Đâu có dám đòi hỏi gì nữa chú ơi. Nhà vệ sinh có cần làm lại không? Thôi vậy được ha. Dạ. Làm lại là xây lên 2 tầng. Chịu không? Thôi. Sao vậy? Vậy được rồi chú ơi. Cái giường của cô là bây giờ nó còn sử dụng được không hả chú? Cái giường cô với Kim Chi á. Cũng còn nó cũng lung lay cho người dở kìa, nằm đó kìa. À cái giường nằm ở đó đó hả? Dạ. Vậy là nó hư rồi, cái chổng chứ cái giường vậy còn của chú. Tôi ngủ này nè. Cái chân còn cứng không? Con thấy cũng còn cứng còn à. Còn cứng. Còn cái chổng kia thì nó không cứng đúng không? Dạ. Một căng hết trơn rồi. Rồi dỡ ra xong là coi như là làm củi nhiều á. Dạ, củi nhiều lắm rồi đó. Dạ. Vậy là mai mốt khỏi đi kiếm củi. Dạ. Trời ơi, nói chứ cũng kiếm chứ thả lưới rồi gặp rồi dính rồi vớt hết trơn rồi chú ơi. Hồi sớm giờ có đi thả lưới không? Chưa, lo làm tiếp vòng vòng này nè, chưa có đi thả được. Cô này là ở hàng xóm mà hồi sớm giờ qua lại là mừng quá, đi ngủ quá không được. Có được cái nhà mới gì mừng. Dạ. Bữa đó cái chú nó lại mà hỏi nhỏ quay thì cũng có một anh tôi qua tôi trả lời. Chú nào? Biết quá nhỉ. Ốm như chú này không? Ốm hơn vậy là chú kia ốm hơn. Chú kia đen hơn đúng không? Đen hơn hay trắng hơn? Nó đâu có biết nói gì. Hôm trước là ẩm ra ngoài cái cầu này đúng không? Ừ, tôi nói cũng có hai chồng nó đi ruộng. Chú này nè. Chú này nè. Bữa nay sao nay thấy đen hơn đúng không? Ừ.
Hôm trước là trắng hơn đúng không? Tại đi văng nắng mấy ngày đen á. Con không văng ở giống đây nè. Thì đúng rồi. Nói cho nó không, nó có nói gì được đâu mình nói đó. Rồi có cần sắm cho Kim Chi cái nồi không? Cái nồi giống như cái giường nhỏ. Đi thì khỏi đi chú ơi, bị gì nó hàng ngày nó tiếp sống nó ngủ chứ bà nội nó không. Cái không để ngoài này nè, nồi để ngoài sao á? Là để cho nó ngủ chưa hả? Nó chứ ngủ chưa. Ngủ chưa, nó ngủ cái giỏng. Sao chú không chở đi mà để cho bà nội chở đi không vậy? Ủa tôi đâu có biết chạy xe gì đâu. Ờ quên, nó đâu biết chạy xe đâu. Chỉ biết chạy tàu thôi, đi chở tàu đi. Không biết chạy xe đạp luôn? Không. Từ nhỏ giờ luôn hả? Từ nhỏ nó lớn luôn. Rồi hồi đó cua cô rồi sao? Hai không lẽ hai người nắm tay đi bộ? Nhớ đi bộ không hả? Dạ hả? Ừ. Trời. Đâu có xe là gì đâu. Bữa hổm này cái giỏng ngay đây nè, cũng chi ngồi trên giỏng. Thầy rồi nói cô là tôi không biết chạy xe, nói anh em anh không biết chạy xe hả? Thì lên xuống thì tôi gặp bả thì bả dòm thấy tôi đi bộ thì bả biết rồi, đâu có cần nói. Rồi hẹn hò miễn hẹn muốn gặp nhau là chạy vô lãi đi gặp. Không đi bộ thôi. Không chạy mấy. Cái thằng này thì ở dưới 10 ngàn. Dạ. Còn con nhỏ này thì ở đây. À là có nghĩa là có 4 cây số thôi. 2 cây hả? 2 cây. Dạ. À vậy là đi bộ 2 cây để gặp người yêu. Dạ. Dạ. Ở đây là vườn 2. Chứ không có xe đi. Không. Biết cứ chạy được đâu mà xe. Là chỉ chú là chỉ chạy vô lãi đi thôi. Dạ. Mày có bao giờ chạy vô lãi tạch tạch ông già vợ ông la không? Không có đâu. Chú nhìn hình đạt rất là dễ thương. Ừ. Sớm giờ ăn cơm chưa? Dạ rồi chú. Hèn lắm hả cô? Bà. Cứ bà xã ăn hết luôn. Bà xã phải giữ mới được. Để đâu chú này hèn quá. Chiên cá sống nữa. Chiên cá là số 1 luôn á. Bà nấu cơm là người ăn rồi đó cái cơm. Chú làm được món gì chú? Nhà làm gì cũng được chứ mà đều không khéo hả? Ví dụ kể ví dụ giặt đồ được không? Cái chuyện là chuyện chính luôn á. Giặt đồ là chính luôn hả? Dạ. Trời. Bị kiếp vợ con là kiểu như bà đi đưa cháu đi học rồi về dò cẳng tới chân mệt mỏi thì đâu có thời gian rồi mà chặt. Dạ, lắc lư đằng kia uống ly trà đường. Dạ. Dạ, uống nước dừa ngon ngon quá. Trời ơi, đằng này cũng có trà đường mà không có chỗ nằm. Đúng rồi. Mình mở cái giỏng này mình uống ly trà đường chứ không phải là lại đó uống trà đường, không phải là ở đây cô không có đãi. Mà đặt ra là quán người ta bán. Chứ tại luôn rồi cái quên luôn á, chứ có pha một ca trà luôn á. Dạ, này là gạo gan đúng không? Gạo gan à. Chiều nay nấu cháo. Chiều nay mình nấu cháo vịt. Nghe nói là có con vịt lạc hay á hả? Lạc ở đâu á? Lạc từ ngoài chợ vô đây. Rồi mình phải mất bao nhiêu tiền để kiếm con vịt đó? Không biết nó gửi chỉ mua con vịt không có nói duyên. Nãy chỉ nói chung là 200 mấy nữa quên nữa rồi. 200 mấy người tiền đâu trời, tiền đâu bù vô. Trời ơi, thì tiền mấy chú cho bữa hổm đó. Chị bây đâu giờ có còn xài. Bao nhiêu? Không có xài. Không có xài. Bắt đầu ngày qua là xài đó. Khui ra. Ngày qua là khui ra tới nay. Lại nhiêu? Mới 500-600 gì hả? Dạ yeah. Ghé mà chắc đi về khoảng 5-6 triệu thôi à. Chứ bây giờ tính dừa nè, rồi trà đá, rồi cà phê, rồi này kia trái cây nữa 5-6 triệu chứ nhiêu. Ôi trời ơi, cái cà phê mấy dừa này không tính, dừa này dừa khuyến mãi rồi. Còn cà phê đó là hồi Tết đó là mẹ trên Vũng Tàu mới về mới cho đó. Rồi hai vợ chồng không có uống. À. Không có thời gian. Uh-huh. Rồi để dành luôn, tới giờ mới khui ra đó, ngày hôm qua, ngày kia mới khui ra vô keo. Rồi bắt đầu là pha tiếp tục mấy bữa nay đó. Cũng chưa hết đâu, bị bà cho 3-4 tí là. Là biết là mấy anh thợ này anh xuống năm nay là có khách được cà phê nên chừa đúng không? Không phải, không phải đâu. Không phải biết mà tại cái linh tính cái hồ chắc mà hết năm nay mình cũng có khách, không biết khách nào đâu. Sao gạo rang sớm giờ con thấy cô để trên cái lu này mà cô rang hoài vậy, cái này có nóng không? Không. Tại vì cái chảo chúng dính mà nóng rang hoài thì lớp dưới nó bị khét. Vậy là cho nó hơi nguội chút rồi xong mình để là nó tự nhiên vậy nó đều. Sớm giờ cô đang để trên bếp đó rồi đem lại đây hả? Ừ. Rang đi. Rồi xong rồi. Xong rồi. À. Sớm giờ nó để đều. Lâu lắm rồi đã thấy cô rang. Nó đều gạo vậy xong nè. Rồi con vịt đâu rồi?
Còn vịt giờ đem chả nóng chả mấy đậu. Ký con? Hình như là vịt 2,4 kg hay gì ạ. Vịt đó là nấu cháo làm gỏi vịt hay sao? À, nấu ba thứ nha, gỏi ba thứ nhau là giá rồi thêm mấy hồi nếu chú ăn thấy ngon không, đồ hương vị đồng quê không à, rau muống bắp chuối cây. Mấy cô chú ở nước ngoài cũng thèm cái hương vị, thích cái hương vị đồng quê, cô sẵn sàng đãi không? Chứ hải sản hả? Đãi cái hương vị đồng quê cho mấy cô chú ở nước ngoài về á. Đời về ghé đây dùng bữa cơm. À. Chịu không? Chừng nào? Cũng lâu lâu, nào có thì cô chú về thì chở xuống đây luôn. Rồi à, về chú điện tôi bữa đây ăn tôi thấy rau đồng. Vậy hả? Không bữa cơm không đồng nữa hay sao? Hương vị đồng quê. Không đồng rồi cho mấy cô, mấy chú ở nước ngoài về dùng thử thôi. Có ngon lạ miệng hay lạ miệng chắc dở cũng thành ngon nữa chú. Dạ, lạ miệng dở cũng thành ngon. Mấy ngày nay là ở trường, ở chợ, ở trên đường đi học đồ chắc nhớ cô lắm đúng không? Tại vì không có đưa bé Kim Chi đi học kìa. Dạ. Vậy giờ nó không chịu đi học anh ở nhà, nó để cho bà nội kia kêu bà nội ơi nghỉ nhà nấu cơm rồi sao giờ? Dạ, vậy là bé Kim Chi nói bà nội ở nhà nấu cơm để đãi khách. Chứ đi học cũng sợ bà nội lo không tròn vẹn cho mấy anh thợ. Mà nghe nói là nghe nói là cô quánh chú quá trời luôn, thành nữ là chú ở trong giặt đồ, rửa chén, nấu cơm. Có không? Trời ơi. À, có dám quánh ổng đâu, con chuyện mà lu bu chân là chú ơi, quánh ổng không giận ổng đi rồi sao ai làm. Không dám. Không dám quánh. Nói vậy cho chú nói là miễn mà chuyện nào ổng thích là chú tự động chú im ru là hai người tự làm hòa nhau luôn à. Đúng không con? Có cự lỗ, tôi chửi gâu gâu thôi, ổng đi mất tiêu rồi. Ổng đi đâu? Ổng đi đâu, hoàng sớm đâu mất tiêu, không lội lại đâu, không xuống xuống bê thả lưới rồi mất tiêu rồi, mình hết giận rồi ổng về chửi hoài sao, nghỉ chữ. Vậy là bên thẳng thì bên phải trùng. Đúng vậy không? Đó. Hồi đó giờ luôn á, hồi đó giờ ảnh không có chửi chị. Không chửi luôn hả? Không. Không nói nặng luôn mà là ổng làm gì chặt chặt cái giận la làng cái ổng bê xuống ổng bê đi mất rồi. À hay quá ha. Rồi à, nghe nói là chú giặt đồ nấu cơm là cô đi chợ hái rau rồi đưa bé Kim Chi đi học. Mỗi người có nhiệm vụ hết. Không phụ hết trơn. Bây giờ ngồi đèn nè, ở đây là đi ví dụ đám cưới rồi đám giỗ ta mời mình ngày 200-300 ngàn á, 500 ngàn á, thì mình làm gì rồi tiền đâu mình đi đám ta? Không có đi chú ơi. Không có đi hả? Không đi luôn rồi đó giờ luôn. Không đi luôn. Không chứ phần người ta không có mời nè. Ta không ít mời lắm. Mà. Có đám cưới á, có trường nhà mời nhà không. Nhưng mà cũng không có đi đám, tao biết mình ít tiền nên không tiền nên không có đi đám. Cũng hiểu đúng không? Tại bây giờ đi đám mỗi một ngày thì đi cho đám thì cũng phải mấy trăm ngàn rồi. Dạ. Mà làm mấy ngày mới có được. Đi đám cái làm cũng cả 10 ngày mới có. Mà điều nghĩ cái là dạng như người ta đi thì người ta đi 300. Mình không có đeo tới 300 thì sao dám đi. Nhiều khi người ta mời cũng không đi nữa. Ai nói thì nói đi. Ai buồn buồn đi chứ không đi được, không đi được. Không có tiền. Rồi hoàn cảnh về đây thôi, ai nói yêu cầu lo cho cháu mình được à. Thôi được. Gần nhất thế giới. Ừ. Gặp giàu tình thương nhất thế giới. Nói chung là cô chú nhiệt tình lắm, hiếu khách lắm. Hiếu khách hào sản ở nhà có gì là học hết. Cốc hay là dừa. Hoặc là trà đá, cà phê là có bao nhiêu đem đãi khách. Gọi là mấy anh thợ là uống không kịp luôn á. Cơm thì nấu hai ba nồi, không gà gạo ta cho còn không? Còn. Còn mấy ký? Còn một thùng xanh đó để trước cửa đó. À, chừng nào hết mới về á. Đó luôn á. Dạ. Chừng nào tụi con hết mới về. Trời ơi, còn mừng nữa. Mà còn dễ mừng. Gì hết. Cái chị ở trong 14 á, chị trong kênh 14 chị nói tuần này là chỉ trà gạo chỉ cho 50 ký nữa nè. Cho chị luôn ha, cho cô ha. Cho tôi á. Cho cô 50 ký. Cho 50 ký, bữa hổm lên đây là cho chi 100 ngàn. Lên tới nhà luôn, cho biết nhà. À. Rồi thôi ấy đi để cho kịp giờ làm cháo vịt cho mấy thợ dùng. Trời xong rồi đó à. Dạ. Giờ vịt nấu chín rồi, bây giờ làm. Chín vịt rồi luôn hả? Chín vịt rồi. Dạ. Thả ra, vớt ra, thả gạo vô là nấu cháo. Dạ rồi, vậy ha. Ủa sao tắt rồi? À, tưởng nó nói ở đây không có mua hay sao á, đây tắt không giao nữa.
Ở bây giờ thì anh Vũ anh cũng đang cố gắng gấp rút rồi làm cái vách ngăn của cái phòng khách á, với lại cái phòng, thì cái phòng nào sẽ nằm ở một bên, rồi sau đó sẽ làm một cái phòng cho bé Kim Chi nè. Và trong lúc đó thì anh Hải cũng đang đóng la phong kìa, anh cũng đang đóng tranh thủ cho nó xong trong ngày hôm nay luôn. Cái nhà này mà sau khi hoàn thành la phong với lại gạch lên á, đi đèn nữa thì sáng lắm. Mọi cái chút chứ làm cho ngôi nhà nó thêm đẹp. Mà cái màu la phong phải nói công nhận thật sáng hết toàn ha. Bà có bà cụ ở đây, bà nói cắt nhà mừng quá, giống như nhà bà, qua đây bà ngồi luôn. Bà coi mấy ông thợ này cắt được không, mấy ông Đồng Tháp này. Anh cắt gì đâu mà ngôi nhà gì đâu mà công trình tình lễ mà anh cắt có 2 ngày xong anh giỡn. Đi xa cho nên anh em đi hơi đông cho nó mau lẹ. Dạ. Để thôi có vài cô chú anh chị không hiểu nói ngôi nhà gì đâu, mấy ông này ông làm gì có 2 ngày xong mà cấp tóc dữ không biết nữa. Thật ra là các anh là làm không có nghỉ trưa luôn. Anh em có vợ có con đó, đi xa 3-4 ngày thì cái cũng còn nghẹt. Đúng rồi. Nên mấy anh em đi gấp rút xíu. Dạ. Nhưng mà tới 6 giờ mấy, 7 giờ mới nghỉ luôn. Làm đến tối luôn. Dạ. Đến có nghĩa là thợ bữa nay là tăng ca luôn. Dạ. Lao phong cái phần ở đằng trước này xong rồi nè. Sáng lắm. Không biết là qua màn ảnh thì như thế nào, nhưng mà ở ngoài nhìn vô là ngôi nhà cực sáng luôn. Đây là cái phần nước uống mà ông nội bà nội của bé Chi đãi các anh thợ nè. Đây là có dừa dứa ha cô bác anh chị, dừa nhà. Còn đây là cà phê, sữa. Anh Vũ anh nói vui như thế này nè, đáng lý ra là công trình hôm nay là của tụi em xong rồi, mà thấy làm nước uống đồ ăn nhiều quá nên anh ở làm thêm ngày nữa. Đây cái phòng, đây là cái phòng. Lên cho nó lên cây ba cháu một phân đi. Lên cho lên cây ba một phân đi, còn ở trên có gì lên bông mình chặt vô. Chỗ này không đủ tình yên này nè. Còn lúc cắt lên đưa ra cho bạn đi 6 phân rồi. Đẹp quá. Cái vách phòng bên đây cậu bán của anh chị. Ở đây là cái cửa đi vô cái phòng với lại cái không gian bếp ở đằng sau á. Là tính ngày hôm nay là xong, nhưng mà công trình mình hơi chậm tiến độ là do là lính của mình ăn uống nhiều quá hay sao anh Vũ? Đúng rồi. Nhưng mà một lát cà phê sữa, một lát dừa. Cái cây thì đâu chứ. Mấy người em nó không nở xa. Không nở xa. Vậy là ông thầu lỗ rồi. Mà em cũng khoái vậy nữa. Dạ vậy hả? Dạ. Nhưng ông, dừa đó, có chết luôn. Anh Hải làm tí xíu nữa xong anh Hải. Tiếng nữa hả? Ở ngoài trước cô bác anh chị đó, thấy có một cây lam á. Nhìn nó đẹp lắm, la phong đóng ở vách ngoài đó. Lúc trước thì Bùi Hồ nghĩ là không có đóng ngoài trước, nhưng mà thôi. Ở đó cũng không có bao nhiêu mét vuông nữa nên là nó đóng luôn cái phần ngoài đó. Thì đóng giật cấp vô trong này. Và cái đây là cái phần ở phòng, đóng giáp luôn cái nhà lớn luôn. Anh Hải chọn màu la phong khéo quá. Lúc trước là anh Hải hình như là có mấy người đi làm nữa, nhưng mà đi xa là anh Hải phải làm luôn anh Hải. Lúc trước là mấy nhà khác là mấy người kia làm nữa đúng không? Lúc anh Hải là cũng 4-5 anh thợ gì chung á. Còn bây giờ là ông thầu ra ông thợ luôn rồi. Cái la phong này là la phong ngủ, nó nhẹ mà nó bền đúng không anh Hải? Nó không bị nám rồi đúng không? Đẹp quá. Gắn vô nhìn dễ thương ghê. Cái nhà mà nhà tôn mà không có lao phong thì nó lại không hoàn hảo. Với lại nó không có chống nóng, tôn này tôn lạnh nữa. Nó cũng không nóng lắm, cao. Nhà này cất lên vậy mà nhìn thấy lớn ghê anh Hải ha.
Nhà này cái diện tích là bự hơn của nhà ông nhất luôn á. Có nhiều cô chú anh chị ở sớm là nói ổ bột sửa cái nhà thiệt, nhà cho là làm kiên cố luôn ha, hay là làm là sao? Nhưng mà làm đã làm phải làm kiên cố hành hả hơn. Đúng rồi, làm chính xác luôn rồi. Chứ bây giờ làm mà kiểu mà chấp phá thì Bùi Hồ là ổng thích vậy. Làm chấp phá thì đôi khi thì cả một đời thì người ta chỉ được có duyên một lần thôi. Rồi làm thì hội đủ duyên lành thì làm cho nó đến nơi đến chốn luôn. Hay dữ vậy, cắt sao anh gọc sao cái một đều do luôn vậy. Cái nhà vệ sinh này xây cũng khá là tạm bợ. Đang làm đó làm gì Linh? Băng vách ha. À cho nó thẳng to đúng không? Nhà vệ sinh này nữa anh Vũ sẽ làm cho luôn cái cửa, tại nhà vệ sinh này không có cửa. Với lại xây gạch cũng khá là thấp. Có lẽ thì thời gian tới Bùi Hồ sẽ nói với anh Hợp á, xây gạch lên cao tí xíu nếu được. Ở đây không có đèn luôn. Không biết là rồi không có la phong, chỉ có một vách tường này nè. Với một vách tường này thôi. Không có cửa, không có gì hết. Đâu rồi chú, đâu tiêu rồi, làm gì lụi cụi vậy chú? Cái trống luôn tôi làm kìa. Dỡ tấm to nào? Chỗ cái nhà tắm đó. Dạ. Nặng cho người ta dừng cho ngồi kìa. Dạ ha. Dạ. Dễ thương quá. Khi hoàn thành ngôi nhà đó thì cô bác của anh chị thấy mới thấy được cái độ khác lạ của nó. Dán gạch lên nữa là phải nói là số vách luôn á. Ở trong này thì chơi em sử dụng là alu nhưng mà alu giả đá cô bác của anh chị. Anh nữ là alu này giống như loại alu của nhà anh Tú á, nhìn đẹp lắm. Như vậy là hình dáng sơ bộ của ngôi nhà cũng đã được hoàn thành. Ngôi nhà này cũng đã lắp la phong với cô bác của anh chị, dân phòng. Và vài ngày nữa tới đây thì sẽ lót gạch nền cho cái ngôi nhà này. Đây là một cái thông tin cực vui cho ngôi nhà mới của cô gái Tí Hon. Và chiều nay á thì cũng sẽ có một bữa ăn mà các anh thợ cũng sẽ dùng chung bữa cơm với lại gia đình của cô và chú. Sau đó thì trở về nhà nghỉ. Còn bây giờ thì clip này chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc tại đây ha. Thì rất mong cô bác quý anh chị sẽ đón xem những cái đoạn clip tiếp theo. Khi mà chiều nay là những cái hạng mục còn lại hoàn thành đó, thì Bùi Hồ sẽ thông tin đến cô bác quý anh chị ở clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.